Đài Phương Nam. Vui lắm à nghe. Xong. Vô mở đèn, uống nước rồi mở đèn. Không biết thấm có nhà không ta. Cái mặt ông nội khó muốn chết luôn. Sao dám vô nhà tôi thấm? Hên làm thủ sẵn này. Thắm ơi, Thắm, thằng mất dạy nào vậy? Thằng mất dạy nào mới về chỗ tao vậy? Dạ. Bước ra. Dạ. Dạ. Đứng im à. Dạ con chào chú. Lễ phép quá ha. Dạ. Lễ phép ghê á. Dạ. Lễ phép quá sao tự nhiên trời gạch vô nhà người ta là sao? Dạ con. Lý do gì? Con xin lỗi chú nha, tại vì con. Trời cho đã rồi bây giờ xin lỗi là sao? Con trời vô cho vui thôi à. Thiếu gì nhà không trời, tự nhiên trời nhà người ta mà trời cho vui là sao vậy? Dạ con. Bây giờ tao quánh bay tao nói là quánh cho vui được không? Không. Không không vậy thì sao trời vô nhà người ta? Con trời vô nhà là tại vì con muốn. Muốn gì? Dạ muốn tìm Thắm. Tìm ai? Thắm. Mắc mới tìm con gái ta làm gì? Dạ tại vì con muốn tìm Thắm, con muốn hỏi tại sao Thắm lại phủ phàng cho con dữ vậy? À có nghĩa là muốn cua con gái tôi chứ gì phải không? Không có cua, con trước đó đã quen rồi mà, nhưng mà tại vì con muốn hỏi tại sao Thắm lại đối xử với con tàn nhẫn vậy? Đúng rồi, mình nhìn lại mình đi, mình có ở nhà mình có kiến không? Dạ con có chứ. Có kiến, có coi kiến không? Dạ con coi hoài à. Có kiến nó thấy mình là gì, nó kỳ cục không, ngộ không? Kỳ cục là sao? Bây giờ mình đứng ở cỡ bằng ngang cánh của con người ta đó, đúng không? Thấy không? Thôi mắc cỡ chứ. Con đâu có biết mắc cỡ đâu. Bây giờ sao? Bây giờ sao tự nhiên dội nhà ta bây giờ con? Chứ giờ chú khó quá, sao con dám vô nhà ông tìm Thắm được? Đương nhiên rồi, nhà có con gái mà phải giữ, đúng không? Phải khó, đâu có dễ dãi vậy được. Gì mà ồn ào quá vậy té? Đây bên đây, đó, bay về tới rồi. Thắm. Đây nè. Gì té? Đó, mất dạy nè. Không có, con không có mất dạy nha. Nó trội đá vô nhà mình nè. Trời ơi trời. Trời trúng đầu tía luôn nè. Trời đất ơi, có sao không tía? Đây nè. Trời đất ơi, ư một cục rồi. Trời ơi, đầu tía tôi như con cá là hán vậy, anh vừa lòng chưa? Cái gì vậy bay? Cái gì mà cá là hán ở đây? Tía ư một cục giống cá là hán đó. Không có đâu, từ nói cái gì được rồi, tự nhiên cá là hán. Bây giờ là nó sưng lên như vậy là nó sẽ chuyển qua cá trê đó, nó không còn cá. Thôi đi, tự nhiên qua đây chi vậy? Thì qua đây để kiếm Thắm nè. Kiếm tôi chi? Kiếm Thắm để hỏi Thắm sao tự nhiên là Thắm đang quen tôi mà Thắm tình cảm mà ngày nào chúng ta còn rủ nhau qua bên quán bà Sáu để mình uống nước ngọt, sao hôm nay Thắm lại phủ phàng nè. Bay con lé không? Sao vậy tía? Bay nghĩ sao bay đi quen với thằng này? Ê, đừng phủ phàng vậy nha. Anh bớt ngộ nhận lại đi. Ngộ nhận gì? Tôi đâu có quen anh đâu. Thấy không? Đâu phải là tự nhiên đi uống nước ngọt chung nhau là yêu nhau đâu. Tôi đâu nói là yêu nhau đâu, tôi chỉ nói là quen mà. Quen là quen biết thôi. Chứ anh nói vậy người ta hiểu lầm là tôi với anh là quen là kiểu yêu thương nhau sao. Tôi nói rồi đó, làm ơn đừng có làm phiền tôi nữa. Đừng có qua nhà tôi chọi đá tía tôi nữa. Tôi đâu có chọi tía cô Thắm đâu. Tại vì tôi tìm Thắm mà chú khó quá giờ sao. Tôi nói rồi đó, tôi không muốn anh bén mảng ở nhà tôi nha. Anh mà qua là tôi nhốt anh vô đây á. Nhốt vô đây làm gì? Cho anh khỏi quậy nữa chứ gì. Nhốt đi nó gái được không? Gái chỗ này là chuồng gà đó. Công nhận. Tía với con sao? Hợp nhau quá ha. Cái gì đó? Thôi được rồi, nếu mà Thắm nói vậy á. Gì vậy? Hư cái bội của tôi nha. Nếu mà Thắm nói vậy á, từ nay tôi không bao giờ qua đây tìm Thắm nữa đâu. Coi như cái tiền mà đại Thắm uống nước ngọt á, giống như là tôi cúng cô hồn đi. Mai mốt tôi trả cho, có mấy chai nước ngọt mà cởi hoài luôn á. Không, chia tay tôi không đòi quà. Tính tôi vậy á, rất là đàn ông. Mặc dù buồn chứ. Bye bye chú. Đi lẹ đi. Tiếc mấy chai nước ngọt. Chở vô. Gì vậy tía? Cái đầu tao tính sao?
Dạ. Cái đầu tao bây giờ tính sao? Nãy giờ nói chuyện với con gái tôi cho đã rồi, cho cái đầu tính sao? Ủa vậy là nãy giờ phải đền tiền thuốc men. Tiền thuốc men nữa hả? Ừ. Thôi được rồi, giờ vậy để con lấy cái tiền mà cấn qua mấy chai nước ngọt có con mua thuốc cho tía nha, coi như là huề. Không thể nào như vậy được. Chứ sao? Nhưng mà thật sự là con đang kẹt tiền, thôi cứ coi như là cấn đi. Còn thôi cô đi chết cho hai người vừa lòng nha. Nè không được bén mảng tới đây là nữa nha. Bén mảng tới là chết luôn đó nha. Phiền gì mà phiền thấy sợ luôn á tía. Ở đây á hả? Ờ. Ở đây sao vắng vẻ quá vậy? Con... sợ quá à. Không sao đâu, có cu đen ở đây mà khỏi sợ. Thôi được rồi, vậy mình dừng ở đây mình giao dịch đi. Giao gà mới đúng chứ. Giao dịch ở đây là giao dịch buôn bán đó, hiểu không? À. Nè, cầm đi. Cầm nè. Hôm nay là gom nhiêu đó thôi, ngày mai đó là thắm sẽ đi gom tiếp đi giao cho anh cu đen. Nhiêu đây nhầm nhò gì, gom nhiều nữa cũng được. Mà gom gà nó thường lắm, chừng nào mà gom được cái cô chủ bán gà nó mới hay. Kỳ quá quỷ hả? Có ý gì với tôi đúng không? Cho nên là mới chọn cái chỗ vắng vẻ như vậy đúng không? Tôi làm gì tôi phô không? Trời ơi, làm gì tôi la lên đó. Đừng có la, không làm gì hết, không làm gì hết, hứa không làm gì hết. Không làm gì hết hả? Thôi đi về chứ. Ê, Thăm. Tự nhiên đây giờ chỗ vắng vẻ không làm gì hết, ở đây chi? Đứng nói chuyện chút xíu. Thôi đứng đây phải làm gì, tôi mới chịu, không tôi đi về. Thì thôi mình đứng mình nhúng mình nhảy thôi. Chán thiệt luôn á. Giờ nói thương tôi là mai mốt là phải đi gom gà gì cho tôi, đi giao gà cho tôi đó. Cái chuyện đó là tất nhiên rồi. Mấy tháng nay đó hả, gà bên nhà thắm mà mấy con nào ốm ốm hay là mấy con nào yếu yếu là cu đen đem gom hết, cu đen bán hết. Dạ. Cu đen bán một lần một luôn. Dạ. Đó là chứng tỏ là cu đen thương thắm rất là nhiều. Biết rồi. Cho nên là thương thắm nhiều như vậy, làm giúp thắm quá trời luôn mà không thấy thưởng gì hết à. Thưởng hả? Muốn thưởng gì? Thì thắm có gì thưởng? Thắm có nhiều thứ lắm. Chẳng hạn như con gà đen. Thắm sẽ thưởng cho anh cu đen con gà đen, đảm bảo nha, con gà đen nó đen hơn đen luôn. Trời đất ơi Thắm ơi, nếu mà con gà đen nó đen hơn anh cu đen luôn thì thôi Thắm để nhà Thắm nuôi luôn đi Thắm. Ngày nào cu đen cũng thấy gà cu đen ngán lắm rồi. Con gà đen ăn vô nó bổ dữ lắm. Ôi nhưng mà cu đen không thích gà đen đâu. Chứ thích cái gì? Tôi đâu có cái gì đen hơn con gà đâu. Thích cái màu nó đỏ đỏ. Là cái gì vậy? Ý là trái tim tôi đúng không? Không. Chứ là cái gì? Là cái môi tôi. Cái môi. Cái môi hình trái tim. Đúng rồi. Ý là muốn hôn tôi hả? Mấy lần mà đi bán gà cho Thắm á. Ừ. Cái là cu đen nhìn con gà ha. Ừ. Cái cu đen tưởng tượng con gà đó là Thắm. Trời ơi cu đen đứng mà cu đen hung con gà, cu đen nựng nịu. Ôi cái cảm giác nó bồng bềnh lắm Thắm ơi. Ê đó nghe nè. Cái mỏ con gà nó nhọn quá à. Nó không có đẹp chỗ nào luôn á. Ý anh là nói cái mỏ tôi nhọn quắc coi như con gà vậy đó hả? Không phải. Biết sao không? Ý của cu đen á là Thắm là người bán gà nè. Rồi cu đen á là cũng là người bán gà luôn. Cho nên là mình làm công việc gì thì mình phải trân trọng công việc đó của mình. Cho nên á là cu đen trân trọng con gà cũng giống như là cu đen trân trọng Thắm vậy đó. Nói chung là muốn hôn tôi đúng không? Đúng vậy. Đợi xíu. Hung lẹ lớn nha, tôi mắc cỏ lắm á. Biết rồi. Bây giờ tôi nhắm mắt á. Nhắm mắt đi. Tôi cho 30 giây thôi. Đúng rồi. Không hung mà tôi mở mắt là mất cơ hội đó. Ừ. Nhắm mắt nha. Nhắm đi. Hung lẹ vậy để người ta thấy mắc cỏ lắm. Sao bình thường hung con gà thấy dễ lắm mà sao hôm nay hung thiệt thấy khó quá vậy ta? Hung chưa. Rồi nè, chuẩn bị. Ai da? Ủa dạ, gì vậy? Gì vậy? Ai vậy? Ôi. Ai vậy? Xuống đây coi. Sao? Sắp hung hả? Hả? Thắm. Em bỏ tôi. Em đá tôi là vì cái thằng này phải không? Xuống đây. Anh dám rình mò tôi ha? Anh đi theo dõi tôi đúng không? Tôi rình, tôi mới thấy hai người này ra đây nè. Hai người sao? Em đợi đó tôi. Làm gì? Trời đất ơi. Làm sao mà ông leo lên được cái cây đó vậy? Đi xuống đây nói chuyện với tôi. Xuống đây. Trời ơi, con nít con nâu nhà của ai, con kìa ba lớn à mà phá. Con nít hồi nào? Anh Hiền Mập shop tôi đó. Ồ, anh là anh Hiền Mập à?
Mày nhìn tao vậy là mày biết rồi. Chào anh. Tao không thích chào. Nghe đồn á là anh Hiền Mập trong xóm này là có nhiều những cái tật xấu đồ này kia lắm đúng không? Mày chắc tật đẹp không hả? Mày tên gì? Xin tự giới thiệu, mình tên là Cu Đen. Nội nghe cái tên thôi là thấy đen thui rồi, không có gì mà thấy đẹp hết trơn. Làm gì chơi người ta? Làm gì chơi người ta? Nè, này, tôi hỏi Thấm nè. Thấm, Thấm chia tay tôi là gì thằng này hả? Đúng rồi. Là bây giờ là Thấm quen với thằng này đúng không? Đúng rồi. Rồi sao? Rồi sao? Bây giờ nói tóm lại là bây giờ Thấm nói một câu đi, Thấm có thương tôi được không? Không. Anh chỉ là người dân thôi. Suốt ngày đi phá làng phá xóm làm sao có cửa mà yêu tôi được. Đúng rồi, người dân mà người ta suốt ngày cứ ngày này qua ngày kia tôi rủ qua bên chỗ bên quán bà Sáu uống nước ngọt đúng không? Trời đất ơi, chuyện từ tháng trước mà hả, nhớ dai như đĩa vậy đó. Bữa nào tôi trả lại cho. Ai thèm. Làm gì vậy? Mặt làm gì vậy? Sao mặt thấy căng thẳng quá Thấm? Tướng anh bự hơn mà anh sợ gì? Không sao, sao? Thôi được rồi. Sao? Nếu đã nói như vậy, tôi không có nói gì với em được hết. Có gì tại đâu vì nói. Em đã xác nhận là em thích thằng này đúng không? Đúng rồi. Thôi tôi về. Tôi thích ăn Cu Đen. Cu Đen. Răng sống tốt như người ta. Tất nhiên. À khoan. Chúc hai đứa hạnh phúc sẽ đen thui như vậy. Trời ơi, đã lùng rồi còn vô duyên nữa. Bực bội hả? Đúng à. Thập, em mình quay lại chủ đề cũ ấy. Là cái gì? Là hung á. Hung? Hung á. Mất hứng rồi. Ủa sao tự nhiên? Ủa Thám. Thấm. Mày ở đây. Mày chết luôn đi. Mày đi tìm Thấm đi. Mày ở đây làm gì? Mày ở đây làm gì? Hiền ơi Hiền. Trời ơi Hiền. Này, trời ơi, chú tìm được con chú mừng quá trời quá đất luôn á. Chú tìm con chi? Chú tìm con làm gì? Chú tìm con để con đền tiền chú bữa con lỡ lấy chọi trúng đầu chú hả? Trời đất ơi, ai mà nghĩ cái chuyện đó làm gì, con lỡ tay chú hiểu mà. Chú tìm con có chuyện cần gấp đây nè. Chú tìm gì tự nhiên tìm con chi? Liên quan đâu tìm? Là vấn đề con Thấm con gái chú á. Lại càng không liên quan. Là tại vì sao? Thấm là con gái chú mà đúng không? Đúng rồi. Ủa vậy con chú tìm đi chứ đâu phải con đâu, chú kêu con làm gì? Thì đồng ý nó là con của chú, nhưng mà bây giờ chú cần tìm con để tìm ra con Thấm. Cái này bắt đầu con thấy lãng nhách nữa nè. Đó, bây giờ về. Chú muốn tìm Thấm đúng không? Đúng rồi. Là chú phải đi tìm thằng Đen, chú phải gặp thằng Đen là đúng nhất. Đúng, con nói rất là đúng cho nên mới đi tìm nó nè. Vậy là bắt đầu có thấy mắc cười rồi đó nha, bắt đầu nhây nhẹ rồi đó. Chú thấy đâu có gì đâu, đang gọi là đáng cười chứ đang lo mà cười cái gì? Không, chú phải hiểu. Thằng Đen nó chuẩn bị làm con rể chú rồi đúng không? Rồi sao? Đó, thì bây giờ liên quan tới Thấm là liên quan tới Đen chứ đâu phải liên quan tới con đâu, tự nhiên chú tìm con làm gì? Thì đúng là con đã thề rồi là con không muốn gặp Thấm nữa. Và con cũng muốn gặp chú luôn. Ủa mà chú lại vậy? Chú lại vậy? Con biết chú lại hết. Chú về giùm con đi. Con làm chú hết rồi. Trời ơi, cái miệng con ăn mắm ăn muối, con thề độc lắm con ơi, con thề linh nghiệm vô cùng luôn. Thấm con chú mất tích rồi. Ủa, mất tích là chuyện của nó. Con chú mà trời trời, Thấm mất tích thì cũng giống như là con đã thề là con không muốn gặp Thấm nữa vậy thôi xong. Rồi rồi, hiểu rồi. Bây giờ chú hỏi thật là một câu gì? Có nghĩa là bây giờ là con hết thương con Thấm rồi đúng không? Hết thương con Thấm rồi đúng không? Thương sao thương hỏi gì? Thương tại sao nó mất tích mà con không có cảm giác gì hết trơn á trời vậy? Sao cảm giác con nãy giờ trong ruột con đánh lô tô trong đó là bây giờ chú ơi, con không thể hiện làm sao chú hiểu? Giận nha, chú nghĩ rồi tự nhiên nó đang quen con, nó đá đến con cái bọp xong rồi nó bỏ nó quen với đèn
con nhục với nguyên cái làng này. Từ sáng giờ con đói bụng, con đâu dám ra ngoài ăn đâu. Con đi ra gặp ta bắt công, con lấy quần con đội lên. Trời đâu có đến đội diện. Bây giờ chú nói con nghe, bây giờ chú Hùng Ba bây giờ đó, thật sự trong lòng chú rất là rối. Chú gọi điện thoại cho nó không có liên lạc được, làm giống như là nó bị ở ngoài vùng phụ sống, hoặc là cái máy nó bị người ta ăn trộm hay sao, nó mất tích từ tối hôm qua tới giờ luôn á con à. Chú, bây giờ chú biết sao luôn á. Mất tích từ tối hôm qua tới giờ hả? Tối hôm qua tới giờ luôn á. Nếu mà như vậy là Thấm đi theo thằng Đen rồi. Phải không? Thì chích coi như nữa. Thằng Đen dụ nó thì phải theo thằng Đen chứ sao. Bây giờ chú tìm được thằng Đen là chú tìm ra được Thấm. Tìm thằng Đen là tìm ra được thằng Thấm. Nhưng mà giờ tìm thằng Đen ở đâu? Thì bây giờ chú ra ngoài chợ, chú coi mấy ông nội với bà nội nào bán gà máu cho thằng Đen đó, mình hỏi là mình tìm ra nó chứ gì đâu. Trời ơi hay ha. Gì vậy chú làm gì vậy? Cho chú nhìn kỹ con một xíu coi. Không, con không đẹp bằng thằng Đen đâu nha. Không, con không đẹp, chắc chắn là không đẹp rồi à. Nhưng mà cái này là coi như con khù khờ mà sáng dạ, rất thông minh luôn. Vậy là sao? Chú khen nó đang chơi vậy? Khen. Không, bây giờ cái chuyện quan trọng là bây giờ chú với con là đi ra ngoài chợ tìm mấy bà bán gà. Dạ đúng rồi, đi liền đi. Rồi, trời, chú rối quá con ơi, trời, cảm ơn chú con. Chú phải qua nấu sớm chứ. Trời, ai biết đâu. Mày bắt nó được rồi phải không? Mày vô đây mày. Vô đây. Mày không từ từ vậy đó. Từ lâu như sao tôi đi? Mày bắt nó hay là nó bắt mày? Ôi trời, quên, trời ơi. Mày đứng đó. Đứng đó. Mày đứng xếp đây. Ủa chú sao? Gì? Sao tự nhiên bắt chối con lại vậy? Đương nhiên phải có lý do rồi. Bây giờ tao hỏi mày nè. Con Thấm con gái tao đâu? Trả lời. Sao tự nhiên chú Sáu hỏi con? Không hỏi mày, hỏi ai? Chứ con đâu có biết Thấm ở đâu đâu. Mày dạ? Mày hả? Mày khôn hồn, mày khai cho thiệt ra nha. Mày giấu Thấm ở đâu? Mày nên nhớ Thấm là đi theo mày. Mày đừng có giỡn mặt nghe mày, nghe mày. Tao thọt một cái là từ bên đây xuyên qua bên kia nghe mày. Chú Ủa, cái này đâu phải đang giỡn nữa mày, chọc cà lét. Trời ơi, chú không biết gì hết. Tra tấn nhột là một trong những tra tấn cực hình của ngày xưa. À vậy à? Đây nè, dưới cân nè. Là sao mày chịu đó không? Mày chịu đó không? Đó, thấy không? Nó cười kìa. Nó cười là nó nhột, bây giờ nó cười chừng khoảng 15 phút là chết luôn. Chú tin đừng qua làm cho nó chết à. Thôi thôi đâu? Cái đó bậy rồi. Ờ vậy thôi. Bậy rồi. Vậy là cứ để chú hỏi đi. Bây giờ nè. Tại sao bây vậy đây một mình? Cái chuồng gà không? Còn con gái tao đâu? Đúng rồi. Trả lời. Con đi bán gà cho Thấm thì tất nhiên con phải giữ cái chuồng gà chứ. Này cũng đâu phải là một cái đâu, ở nhà con có nhiều cái lắm kìa. Với lại Thấm lớn tuổi rồi chứ đâu phải còn con nít đâu. Tự nhiên chú nói là con mày bắt đó. Mày xạo hả? Mày dạ. Xạo hả? Mày hại đời con gái của tao. Mày sợ nó khai ra cho nên mày giết người diệt khẩu đúng không? Trời ơi, chú sao ơi? Mày bây giờ mày chôn xác nó ở đâu? Mày nói để tao chú đi lấy xác nó về tao thiêu. Chú bình tĩnh. Chú đừng làm vậy. Tao không bình tĩnh nổi. Không được, chú đừng làm vậy. Chú sao? Con đâu có làm gì đâu, con đâu có giết ai, con đâu có. Mày đứng bình thường thôi. Nè, mày nói là mày giữ mấy cái lòng của Thấm nhiều lắm phải không? Dạ, ở nhà có. Mày tại sao mày đã giết Thấm rồi, mày tại sao mày còn lấy mấy cái lòng đó chi vậy, mày bán giá chai hả? Trời ơi, không phải. Chứ thì sao? Mình phải gom lại đó rồi nhiều mình mới đưa cho Thấm lần rồi Thấm bỏ gà vô rồi mình lấy. Bây giờ không nói nhiều. Hai món. Mày chọn một trong hai. Một, tao đập mày một cái cho mày chết liền tại chỗ. Ngay là tao cắt để cho mày tuyệt hậu. Ôi, chú sao? Con không biết Thấm ở đâu thiệt mà. Im mày. Mày đứng im, con giữ cho chú cắt. Thôi. Vậy là mày chọn cái cách cắt đúng không? Để con chọn luôn nha. Mày, tao hỏi mày 4 lần nữa mày có khai không? Đã nói là không có biết Thấm ở đâu mà. Đây chú, cái này nó bén lắm ha. Bây giờ mày muốn cắt một cái nó đi ngọt xớt hay là chừa lại phân nữa? Thôi con không muốn cái nào hết á. Tao giọng vô mặt bây giờ chú cứ việc hoặc hết đi. Trọn vẹn luôn. Trọn vẹn nha. Cho nó tuyệt hậu luôn. Mày làm gì cái chân mày làm Thấm ở đâu mà. Ủa, ê cái đó Thấm kìa, Thấm kìa. Ủa tía với lại anh Hiền làm cái gì vậy? Cắt nó. Cha tấn nó chứ làm gì hả? Tại sao hả? Tại sao em lại dám đi theo nó? Em bỏ anh mà em theo nó. Nó có gì hơn anh hả? Để đó cho con. Ủa làm gì? Ờ con sẽ tự tay cắt nó. Đôi tay là mày tự tay luôn. Đúng hả con? Thấm, anh xin lỗi mà Thấm. Đừng, Thấm ơi, còn xài được. Còn xài nhiều việc lắm Thấm ơi. Đừng Thấm ơi, anh xin lỗi mà Thấm ơi. Yeah! À! Tức quá, trước khi cắt con phải nói cho tí. Đúng rồi, nói đi chứ không tự nhiên đâu cắt kỳ vậy. Đúng. Lý do, nói. Đây là cái thằng khốn nạn. Ờ, dạy. Nó lừa con. Nó lừa con sao? Nó lừa tiền con. Nó lừa tình con. Nó có vợ. Khoan, em mới nói là lừa tiền xong rồi lừa gì? Lừa tình. Mất dạy, đáng lý cái đâu phải để tao lừa chứ tại sao mày lừa mày? À, không phải. Cái tình đó là cái tình của tao, tại sao mày lừa? Mày lừa tình của Thấm, có nghĩa là mày lừa tình của tao mày hiểu không mày? Nó có vợ có con rồi. Cái gì? Mà nó giấu con.
Thế có biết hả là hả? Nãy con bị vợ nó quýnh ghen không? Trời ơi! Vợ quýnh ghen luôn hả? Vợ nó quýnh con quá trời quýnh luôn, con mắc cỡ rồi. Trời, con có bị cái gì không? Con nhục nhã quá. Trời ơi con gái. Con sợ làm mất mặt gia đình mình. Hồi nãy con tính đi luôn, con không dám về gặp tía. Sao cả đêm con không về vậy? Con tính đi luôn. Con sợ con về gặp tía thì mất mặt với bà con hàng xóm. Còn tôi ở đây nữa mà. Nhưng mà con không đi được. Con phải tìm thằng này để con trả thù nó. Tiếp tục con. Bây giờ con sẽ cắt nó. Con sẽ cho nó cảm nhận được cái nỗi đau của con. Đưa tay mày. Thôi mà Tâm ơi, anh xin lỗi chú Sáu, cứu con chú Sáu đi. Không, con sợ lắm rồi chú Sáu ơi. Đâu. Thôi Tâm ơi, anh tính ăn thịt gà. Ai nhè gà mất xương Tâm ơi. Mày đừng có lẹo mép mày. Đúng. Mày lừa gạt người yêu tao mà bây giờ dám kêu là tha hả? Làm sao tha được? Thảm. Không bao giờ tha thứ được. Tao sẽ cho mày chết. Hài Phương Nam vui lắm à nghe. Đang đi qua cầu bông, té xuống sông ướt cái quần ni lông. Vô đây em giặt cái quần đi, phơi cái quần lên, đợi cái quần khô, mặc cái quần vô, anh mới đưa em về. Rượu mùi để xuống đây. Dạ. Vô nhậu. Dạ. Vô cái gì? Ủa? Gì vậy? Kể từ giây phút này, hai đứa mày không được quyền ngồi nhậu ngang hàng với tao nữa. Gì kì vậy? Bình thường bữa giờ là ba người vẫn ngồi nhậu với nhau vui vẻ mày, rất tình cảm mà. Mày mới kêu bằng gì? Sư phụ. Đó. Sư phụ. Bây giờ tao là thầy rồi, ha? Thì phải giai cấp đâu đó rõ ràng. Không được ngồi ngang hàng với nhau nữa. Vậy giờ không ngồi ngang hàng không lẽ giờ leo mình leo đầu hả? Không, ý là bây giờ nếu mà như vậy thì bây giờ ngồi sao? Ý là bây giờ học đi rồi cái chuyện nhậu nhẹt rồi tính sao? Trời là học luôn hả? Học luôn. Rồi vậy thôi học luôn đi. Đó. Vậy tại vì tao thấy hoàn cảnh của hai đứa tụi mày rất là cô đơn, rất là trống vắng. Vậy giờ tụi con ngồi lên đây được không hay là phải ngồi sao? Đúng rồi. Muốn ngồi đâu ngồi đi. À rồi thôi dậy đi, mình ngồi đó đi. Tại vì cái lớp mới quá tôi chưa có sắp xếp. Dạ. Đó. Thương hoàn cảnh của hai đứa tụi mày á. Ừ. Là vẫn còn cô đơn, chưa có gia đình. Đúng rồi. Thương. Đấy. Cái gì vậy? Thằng này nó có vợ rồi mà sư phụ nói gì vậy? Có cũng như không mày à. Sao vậy? Mới bỏ tao đi về nhà mẹ đẻ rồi. Chơi. Đi rồi quăng cái lá đơn ly dị trên bàn đấy. Rồi mày ký chưa? Chưa. Mày ký là mày ngu đó. Trước sau gì cũng phải vậy thôi. Vậy thôi mày về mày ký đi. Hả? Sao hai mặt thế hả? Sư phụ kêu chứ sao gì cũng phải vậy. Thì đường nào cũng phải vậy thôi. Nó đã viết đơn rồi thì đường nào cũng phải ký thôi. Không ký là không yên với nó đâu. Đúng không? Bây giờ cái quan trọng á là gì? Là gì? Hai đứa tụi mày. Trên răng, dưới dép. Đúng rồi. Không có thằng nào có được đôi dài hết. À đúng rồi. Thấy chưa? Ừ. Đúng không? Ừ. Như vậy thì chúng ta phải làm gì? Thì phải làm sao? Mình phải làm sao? Để tao nói. Trời ơi, giờ sư phụ hỏi biết đâu trả lời. Cái quan trọng là gì? Có tình. Thầy tào lao quá thầy ơi. Cái này dạy bậy nha, mày coi phải không? Vừa có tình mà vừa có tiền. Sao bậy? Tiền hả? Ừ. Phật hả? Không. Ở đâu có? Tài năng của mình. Bởi vậy hôm nay tao mới mở ra cái lớp này. Cái lớp đào tạo và huấn luyện nâng cao chất lượng cuộc sống. Chất lượng cuộc sống luôn hả? Nghe cái là phơi phới liền mày. Rồi sao sư phụ? Thường thường á, hai đứa nghe phụ nữ họ yêu bằng cái gì? Hả? Phụ nữ yêu bằng lỗ tai. Vì vậy mình phải thổi lỗ tai. Ừ. Bảy. Tự nhiên cái gặp nhỏ đó chạy lại thổi lỗ tai cái là nó tán ra mà mặt liền đó. Ngu đúng lắm rồi. Nha. Trời, mi ngu quá. Ai kêu mà chạy lại mà thổi? Ai mà thổi vậy hả? Thổi lỗ tai là thổi cái kiểu khác chứ đâu phải mà chạy lại mà thổi. Thổi lỗ tai nó quấn mày là vừa rồi. Thổi lỗ tai là tất nhiên mình dùng những cái lời ngọt dịu, êm ái rót vào lỗ tai nó. Ê mày có vợ rồi mày.
Cái đấy con làm được sư phụ à? Đó, nó có vợ rồi, trời, nó đã ơi. Từng thực hành rồi. Mày thổi, mày thổi hả? Ừ, không phải ý là mình phải nịnh vợ hiểu không? À, trời ơi, thì nói đại định vậy. Sao sao mình cái đấy mình... chuyên nghiệp lắm. À. Ngày nào tao cũng bị vợ chửi mà. Khi bị vợ chửi thì mình phải làm cái gì? Cái gì? Ủa, sao? Xin nó. Đúng. À. Xin lỗi nó. À. Nói những lời nịnh nọt nó. À, à. Rót mật vào tai nó. Trời ơi. Để rồi sao? Để rồi nó viết đơn ly dị. Hả? Không không không, tại vì con rót không có đúng, con rót mật, nhưng mà phải rót đúng đúng mật, đúng thời điểm, chính xác không? À, nhưng mà quan trọng bây giờ là mình tìm cái đối tượng đó để mà mình rót mật vô lỗ tai nó. Đối tượng hả? Đối tượng là trong làng mình có hai người. Ai? Ai sư phụ? Con hồng heo và con thấm gà. Sư phụ nói sao chứ con thấy là cái con hồng heo với là cái con thấm gì? Thấm gà. Thấm gà vậy đó. Ủa trời ơi, nó vừa mập, nó vừa vô duyên mà nó còn hung dữ nữa. Rót hồi. Đây. Sao thấm nổi? Đây, hai đệ tử nghe thầy phân tách nè. Đó. Tại vì cái đẳng cấp của hai đứa con á là chỉ mới cỡ này thôi. Đó, chưa có rành, chưa có trình độ cao như thầy. Thì mình phải tận dụng những cái đẳng cấp đó. Đó, sau này để hai đứa giỏi đi ha, nâng cấp lên đi, bằng thầy đi, lúc đó mình sẽ lấn chiếm sang làng bên sớm khác đó. Hiểu chưa? Nhưng mà cái vụ này là rút cuộc là chỉ có hai thằng con làm thôi hả? Có chứ, chúng ta đều làm. Sư phụ nữa? Có thầy nữa. Vậy đối tượng của sư phụ là ai? Sư phụ hả? Ờ, Sáu cô đơn. Trời ơi, tưởng ai, cô Sáu ế 30 năm nay rồi. Sư phụ tới một cái là thành luôn đấy chứ. Ừ. Sư phụ chọn khôn quá. Ờ. Không, không, không. Cái quan trọng là chọn nhưng mà người ta phải đổ. Chứ mày chọn, mày vô mày nói tào lao, bà cũng đâu có chịu đâu. Đúng bà không? Bà cũng đâu có chịu gì thì đúng rồi. Cưa cẩm biết bao nhiêu lâu nay rồi, bà cũng đâu có chịu đâu. Chứ còn gì nữa. Xin lỗi à, chẳng qua là tao nói chuyện qua lo chơi thôi. Bây giờ quyết định trổ tài cho mấy mày thấy nè. Quyết định gì? Đó, quyết định trổ tài cu bà Sáu nè. Rồi, làm đi con mới tin. Còn về phần hai con, hai đệ tử phải nghe tiếp cái câu này nữa. Tiếp. Đàn ông của chúng ta là yêu bằng mắt. Đúng rồi nha, cái con mắt con nó ngộ lắm. Hãy con nhìn gái là cái con khoái liền là yêu bằng mắt đúng không? Nhìn thấy gái đẹp yêu là cái chuyện bình thường rồi. Nhưng mà cái này á, là dù cho hoàn cảnh như thế nào, dù cho đối tượng như thế nào ha, cũng phải cắn răng, chịu đựng, hy sinh. Dù người ta có chửi cũng phải gắn lỗ tai mà nghe. Là vì mục đích cuối cùng chúng ta là gì? Có tình, có tiền. Chính xác. Ừ. Thắm ơi, trời ơi, Thắm ơi. Úi dồi ôi, đi gì mà nhanh thế, Thắm ơi. Trời ơi, nãy giờ Khoa chạy theo nói đứt cả lưỡi mà sao Thắm không có chịu tin. Nói cái gì? Đừng có tưởng là mua vài con gà, rồi mua vài chục ký gà là tôi chịu à. Chứ bây giờ Thắm muốn cái gì nữa? Tôi nói cho mà biết nha, chân gà của tôi là ngâm hóa chất không đó. Trời ơi, ừ. Thắm nói cái gì? Chân gà ngâm hóa chất hả? Đúng rồi. Trời sao buôn bán mà ác độc vậy trời. Trời ác cái gì? Vậy là bao lâu nay là Khoa ăn chân gà hóa chất hả? Chứ làm sao? Có khi nào ăn cái đấy vào nó vô sinh luôn không trời? Tại bao lâu nay cày cuốc là chưa có con. Mấy cái đó thì mình tự suy nghĩ đi, mình tự phân tích đi. Thắm nói thiệt chứ, chỉ có những người mà có tình cảm thiệt á thì Thắm mới cho ăn chân gà tươi, chân gà sạch, thiệt là sạch, hiểu không? Thế bây giờ ăn chân gà tươi vào liệu có còn kịp không Thắm? Kịp chứ sao không kịp. Ui dồi ôi, thật sự là Thắm à, bao lâu nay Khoa sống với vợ Khoa, nhưng Thắm biết rồi đó, lúc nào nó cũng đầy đọa, nó bắt Khoa đội nó lên đầu hết đó. Khoa ở với vợ, nhưng thật sự lúc nào Khoa cũng chỉ nghĩ tới gà thôi. Tới gà hả? À không, ý là tới Thắm ấy, người bán gà. Với lại bây giờ vợ Khoa bỏ Khoa rồi Thắm à, cả xóm này chứng kiến rồi. Bây giờ Khoa chỉ còn có một thân một mình thôi. Thì đó, tại vì anh cứ đi nhậu hoài, đi nhậu với ông Hiền Mập á, cho nên là bả bỏ đi. Mà Thắm nói thiệt á nha, tại vì bả không có sức chịu đựng. Chứ như Thắm á hả, Khoa cứ đi nhậu đi, nói chung á là cứ ăn nhậu rồi đập phá, đập nhà, đập cửa, đập hết mọi thứ, đập Thắm luôn. Hả? Thắm cũng chịu nữa, tại vì Thắm có sức chịu đựng mà. Ôi,
đúng là người đàn bà có sức chịu đựng mà bao lâu nay Khoa tìm kiếm. Thắm à, Khoa chỉ muốn nói với Thắm một điều thôi. Điều gì? Tình anh ngàn lời muốn nói. Nói gì? Rằng anh yêu em. Ê ồ, ồ ê ồ. Không. Ủa sao vậy? Không nha. Trời ơi, muốn yêu Thắm hả? Là phải có một cái lời thề gì đó. Chứ tự nhiên nói lời bài hát rồi sao Thắm chịu? Trời ơi. Lời thề là phải chân thành, tự đáy lòng. Yêu tỏ tình được rồi mà còn phải thề nữa hả? Thề. Có phải quỳ xuống luôn không? Tùy Khoa. Thắm à, anh yêu em là thật lòng. Nếu như có nửa lời sai trái, anh nguyện sẽ biến thành con gà để cho Thắm nhổ lông và làm thịt suốt cả cuộc đời này. Trời ơi, thiệt không? Chưa bao giờ mà Thắm nghe cái lời thề mà nó chân thành tới như vậy hết trơn á. Thắm nói thiệt chứ. Chơi luôn. Trời ơi, tao nói hả, con cá lẹp này nè mà kết hợp với con khô cá sặc á, trời ơi, sẽ ra một bầy cá lòng ròng. Đi. Ủa? Đi thôi, đi đi. Trời đi, đi. Ơi, đi đi đâu nhanh thế? Đi kiếm cá lòng ròng. Đi. Đi luôn hả? Đi đi luôn, đi luôn. Mà kiếm ở đâu? Trong chuồng gà. Trời ơi, Thắm nói thiệt, mỗi lần mà Thắm nghe cái gì mà tới chuồng gà đó, trời ơi là Thắm rạo rực, Thắm vui quá à. Đi liền đi, đi liền, Thắm rạo rực quá rồi. Nhưng mà ấy xong thì cái chuồng gà có thuộc về Khoa không? Trời ơi, đương nhiên rồi, cả chuồng gà, con gà lẫn chủ gà đều thuộc về Khoa hết. Đi đi. Trời ơi, từ cho Khoa chuẩn bị tinh thần đã. Chuẩn bị hả? Trời ơi, sao mình nhanh quá vậy? Thôi được rồi, nhắm mắt tới đâu thì tới. Đi, trời ơi. Trời đã xé rời chi hồng để chúng ta nên ở chồng ơi. Cái gì vậy? Con trong này có gì không vậy? Chết con heo rồi. Không có. Trời ơi, thiệt mệt ghê vậy. Trời đất ơi. Cha lùng mã tử này. Bị điên hả? Làm gì tự nhiên cái trưa nắng chang chang núp ở trong cái bụi nhảy vào hù tôi vậy? Hên không có con heo chứ không thôi là con heo nó chết tươi rồi đó. Thôi, nó nghe nè. Ví dụ có con heo thì Hiền sẽ đền cho. Là tôi bắt ông tôi bỏ trong đó luôn á. Làm sao nó chứa dừa? Không thì tôi là... trồng cái đầu ông lại thôi, tôi thả chơi xong nè. Không mà. Mới nghe nè. Gì? Đi đâu về vậy? Bố không thấy hả? Đi bắt heo, em chuẩn bị đi bắt heo nè. Này người ta gọi là hỏi xã giao đó. Học. Ơi. Không à. À. Gặp Hồng để mà nói lên một cái điều đó hơi bị khiếm nhã. Nào giờ mừng heo không mà chưa ai mừng tôi hết á. Nên đừng làm tôi sợ nghe. Có đâu. Ông làm trời vậy, ông dặn một hơi nữa hư cái lòng heo của người ta. Thì hư đền cho. Bộ tính là đền hả? Cái lòng heo này là lòng heo gia truyền đó, chứ không phải muốn có là có đâu. Vậy nói gì nói đại đi. Có phải là lâu rồi Hồng vẫn ở không đúng không? Không, ngày nào cũng đi làm mà cũng bắt heo, mừng heo, chọc quyết heo. Rồi xong rồi còn xả thịt heo đem ra chợ bán à. Không ở không? Không phải, cái đó là ở không, là cái đó là không phải. Công việc là đúng rồi, là ngày nào cũng làm heo để đi bán. Ý tôi hỏi đây là trái tim cũng đang ở không đúng không? Ơ, trái tim ở không ngừng đập chết. Không hề còn đập bình thường. Trời ơi, thiệt mệt quá, tôi giải thích hoài tôi mệt quá. Ý là ý nó độc thân chứ gì? Đúng rồi. Sao mệt quá tự nhiên gặp tôi cứ đứng là tôi thấy ông giờ này lạ lắm á nha. Tôi ơi cái gì giờ này sao giống hả? Có đâu? Có không? Có chứ, giờ thấy lụa lắm á nha. Có. Rồi giờ gặp tôi làm gì nói đại đi lẹ đi, ta còn đi về tôi bắt heo nữa. Hồng, trong mắt Hồng, Hồng nghĩ Hiền sao? Lùng. Ngoài cái lùn ra, vô duyên. Ngoài hai cái không muốn đó ra còn gì nữa không? Thấy ghét. Ủa sao có cái gì mà gọi là nói chung là xuất sắc được trong mắt của Hồng hết trơn à? Không có cái gì xuất sắc hết, tôi nhìn ông như cái cây xúc xích vậy đó. Thấy kỳ lắm. Nói thiệt luôn á, tôi không có một chút xíu cảm tình với ông luôn á, ông tin không? Hả? Nằm mơ tôi cũng không dám nằm mơ thấy ông nữa luôn á. Thì thôi bây giờ như vậy nè, tôi cũng mới vừa nói là tính là nằm mơ luôn á. Đêm năm qua nằm mơ, mơ thấy em lìa xa cuộc đời.
À em... Ê! Cái gì vậy? Dạ không có rớt hàm răng bây giờ nha. Tôi đang làm ăn ngon lành tự nhiên kiếm tâm mơ thấy em liền sao cõi đời là sao chủ tôi chết hả? Không phải, cái, trong cái bài hát nó nói vậy thôi. Chứ có nghĩa là hôm qua anh nằm mơ anh thấy em á. Ờ thì thế gì hát là đêm qua anh nằm mơ thấy em mà sao em không thấy anh đang nằm mơ. Ờ vậy đi chứ dễ. Thôi không được đâu, tôi ca gì không được. Ê, nằm mơ thấy này hay nè. Sao? Tôi mà có nằm mơ với ông hay là tôi nằm mơ sẽ thấy ông. Chung vô cái lòng heo này nè. Cái tôi đem về nhà, tôi thọc huyết, tôi xấu nước sôi, xong tôi cạo lông, cái tôi bắt đầu cái tôi lóc xương. Tự nhiên diễn tả nằm mơ tôi giống heo vậy? Thì làm vậy đi rồi đem ra chợ bán kiếm được mớ tiền chứ nhìn mặt ông không có ưa. Thôi, nằm mơ kỳ quá à. Người ta đang nằm mơ tình cảm mà. Đây nè, cái giấc mơ của tôi liền à. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Tính nuôi trẻ mồ côi phải không? Cái gì? Tính mở cái trại trẻ mồ côi đúng không? Trời ơi sao Hồng đâm thùng lũng hoài, đâm heo thôi, sao đâm thùng lũng chi, nó cho mệt vậy? Thì ông nói ông mơ về những ngôi nhà và những đứa trẻ. Thì có nghĩa là tôi mơ về tôi được làm, tôi được làm chủ của cái lò heo á. Chủ lò heo á? Là tôi được mơ được làm chồng của Hồng. Được làm chồng của Hồng. Hiền làm chồng của Hồng. Bớt mơ đi. Đầu lao không mà. Tôi thiệt với ông á, tôi mà có hết đàn ông lấy tôi cũng không lấy ông đâu. Thôi đừng có bà chảnh quá à. Thiệt á. Bây giờ nè, dòm hết nguyên cái xóm này luôn đi. Hết nguyên cái huyện này luôn đi. Có còn ai mà xứng được với Hồng không? Nay là bao nhiêu tuổi rồi? 30 tuổi hơn rồi. Trời ơi, nhìn kỹ rồi bây giờ chỉ có Hiền, Mập với Hồng heo là hợp nhất. Trời ơi, Mập với heo hợp lại với nhau rồi. Nó là cái gì? Hợi hả? Thì mình cứ nghĩ là Mập với heo mà cộng lại là gọi là heo lớn. Vậy thôi, mình chỉ nói vậy thôi. Một gia đình heo lớn. Thôi mệt quá nè, tôi thấy nè, tình yêu á không thể nào nói bằng cái cửa miệng được. Mà chúng ta phải... Cái gì vậy? Tình yêu không nói bằng lời à. Mà bằng hành động. Hành động gì? Không. Thôi nha. Hốt. Không thể nào sống thiếu Hồng được. Hôm nay hai đứa mình mỗi đứa đều 30 hơn rồi. Ờ. Ế vẫn hoàng ế. Ế 800 năm rồi đó. Tại sao ế lại không đến với ế? Là một cái xu thế. À thì cũng được đi. Uh-huh. Đồng ý nha. Đâu có đơn giản vậy trời. Sao vậy? Trời đất ơi, Hồng heo không đơn giản dễ hốt nha. Muốn hốt Hồng heo là ngoài cái chuyện mà nói bằng lời, nắm cái tay ra, mình còn phải những cái thao tác thực tế, những cái hành động thực tiễn, cái gì đó nó có cơ sở một chút xíu. Ủa rốt cục là sao? Rốt cục là thí dụ như mình làm cái gì? Thì mình trưởng thành rồi à. Mình là người lớn rồi. Ừ. Mình làm sao cho giống người lớn đi. Người lớn là sao? Người lớn thường nói chuyện với nhau trong những không gian thanh tịnh, vắng vẻ, mát mẻ. À, một con chó không thể chạy qua, một con heo không thể cất tiếng, một con ruồi không thể bay ngang, chú chuột cũng không thể bò tới được, hiểu không? Không lẽ hai đứa chui vô đây tâm sự sao? Trời ơi, đã lùng rồi cái bởi vì tao nói cái tư duy ông nó cũng lùng nữa. Chứ bây giờ dầm đi dầm lại không thấy chỗ nào mà nó riêng tư hết. Hả? Cái đó là cái gì? Cái bụi tre đó, mệt quá. À. Chậm tiêu quá. Bụi tre kế bờ sông. Đúng rồi. Không. Bụi tre. Bụi tre. Thì bụi tre kế bờ sông. Bụi tre thôi. Tại sao? Tôi mạng quả tôi không thích thủy. À bụi tre kế bên bụi hè. Ừ đi. Ừ. Vô trong đó mình nói chuyện với nhau nó dễ hơn. Giờ xong là bắt đầu mình sẽ cưới nhau đúng không? Ừ. Gì tới sẽ tới. Nhưng mà buồn quá. Sao buồn? Thiệt luôn á. Tôi nhớ là gia cảnh tôi mà tự nhiên tôi cảm thấy tôi đứt ruột. Sao? Ba má không còn thì kệ đi. Không phải, ba má thì không còn là không nói. Mà thí dụ như sắp tới cưới á, ừ. Tôi không có gì để làm của hồi môn. Rồi xính lễ, nhà tôi nghèo lắm. À, thôi tôi hiểu rồi, ý là sợ người ta dèm pha, người ta nói mấy người đĩa đói mà đồ đeo chân hạt, đúng đó, không? Với lại người ta nói là chó chui gầm trạng, à, rồi chuột sao không nếp. Dạ, hiểu rồi, ý là muốn là tôi cấp cho số vốn để gỡ gạt lại cái danh dự, đúng không? Không, đừng nói vậy, cấp số vốn nghe kỳ lắm, hỗ trợ thôi. Ừ, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, góp vốn. Ừ. Giờ muốn nhiêu? Chừng 2 hoặc 3 tỷ đi. 2-3 tỷ hả? Nhiều quá hả? Là 5 tỷ đúng không? Hả? Tôi đâu có nói là 5 tỷ đâu, chừng là 2-3 tỷ cộng lại mới là 5 tỷ. Không, tôi thấy 5 tỷ là cũng hợp lý rồi. Ngay cả 10 tỷ, 20 tỷ, 100 tỷ cũng được nữa. Trời ơi. Tôi ráng được hết á. Thiệt luôn. Miễn sao tôi có chồng mà tôi phái rồi. Đi.
mình đi vô bụi tre liền đi. Để mình giao hữu với nhau đi. Chừng nào có tiền vậy? Sau khi ở bụi tre ra. Vậy thì bây giờ mình đi đâu? Bụi tre thẳng tiến. Đúng rồi. Đi. Sao vậy Tư? Mới sáng sớm qua tính buôn lời đường mật ong bướm đặng tôi xóa tan chứng vật chứng hả? Trời ơi, tôi già tôi không có ngô Tư. Cái gì ra cái đó? Chuyện nào ra chuyện đó? Yêu là yêu mà nợ vẫn là nợ nha Tư. Chứ nãy ôm rồi nói xá nợ, rồi giờ nói lại không xá, người lớn nói chuyện hai ba lời. Ủa hai ba lời gì? Trời, tôi đâu có dễ lừa đâu Tư. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy? Tôi á, là tôi đã tính ở trong đầu rồi. Tôi tính là chỉ cần nghe Tư nói yêu một cái thôi là tôi kéo đồ về bển, là để cái quán nhậu này lại cho Tư mặc sức tung hoành. Tính vậy rồi luôn á. Tính chuyện vậy luôn rồi á hả? À, đồ đạc là tôi soạn sẵn hết trơn rồi, bỏ trong rương luôn rồi. Chỉ cần nghe yêu một cái là cầm cái gì kéo cái vali cái rột về bển luôn. À, à, tính vậy luôn á. Nãy nói rồi đó, có nói yêu mà. Có. Ừ. Có nói. Có nói. Tôi hay lắm, tôi nhạy lắm. Tôi nghe nói yêu mà kiểu nói mà kiểu tanh tanh là tôi biết. Mà con mắt gian gian là tôi thấy không có thật rồi. Thiệt á. Khỏi. Thế nè, mặt thề cũng còn gian nữa nè. Nè nha, bỏ đi. Trời ơi, tính hả, tính xóa nợ không có đâu. Về cộng hết sổ lại cho tôi, rồi lo trả nợ cho tôi, nha. Nha, trả nợ xong rồi tính. Muốn yêu mà yêu, muốn ôm mà ôm, nha. Không. Đem qua đây rồi để đây luôn đi. Ôm rồi coi như là xá nợ. Quê cả làng ha. Đâu à? Lấy sổ mới hả? Đốt đi. Trời ơi, cái gì vậy? Tôi đốt ông nha. Tôi đốt ông ra tro luôn á, đừng có giỡn mặt. Không, đốt tôi sao được. Cái hộp quẹt đó là chỉ đốt cái này thôi. Không à. Đốt đi. Hãy đốt đi, đừng ngại ngùng. Thà là đốt đi hết, ta làm lại từ đầu. Thà là đốt đi hết, ta chẳng nợ gì nhau. Đốt đi. Tôi xé ra nha, tôi chất quanh người ông tôi đốt. Cháy là cháy sạch luôn á. Giỡn mặt với tôi, lo cộng sổ mà trả cho tôi. Ở đó mà làm lại từ đầu. Khùng. Ủa gì vậy? Ừ, trời ơi. Mập ơi. Bị gì vậy? Sao vậy? Vô đây ngồi. Khỏe không? Trời ơi. Ngồi đây. Khỏe rồi. Ngồi xuống. Ê. Trời ơi, nó giật bẻ luôn. Giật bẻ luôn. Sao vậy? Ngồi xuống đi. Bị gì? Trời ơi. Con mai là mày có sức khỏe đó nghe. Trời ơi, nhưng mà ta nói mày thiệt nha, nếu mà lỡ mày cút chết đi nữa đó, mày cũng vẫn chết trong sung sướng đúng không? Tại sao? Chết trong sung sướng á. Ừ. Ông muốn chết không? Tôi đưa ông vô ông chết giùm tôi nha. Thôi tao có rồi. Có gì? Trời ơi, nghĩ sao cái con khủng long đó nó kêu tôi vô trong bụi tre để tâm sự mỏng, chưa làm gì được hết. Nó rút ra nguyên con dao chọc tiết lợn, nó đưa lên giày, xong bắt đầu cắt, bắt đầu khứa, nó đòi mài, nó đòi nhiễn. Ai nhột quá mày ơi! Thì đó, nhột quá là hiểu rồi chứ gì. Trời ơi, cái đó mà lỡ mà nó có chuyện gì một cái thì cuộc đời tôi tan nát, thì làm gì để còn có 5 tỷ được nữa, làm gì để còn... Nó mà cứa xong đó là mày chết khỏi tự giận luôn. Ở đâu ra 5 tỷ? Thì bởi vậy mới nói. Trời ơi là trời. Nói vậy là mày thất bại hả? Không hút được gì luôn. Không ấy luôn. Trời ơi hai anh ơi. Cái gì nữa vậy? Nữa? Nữa hả? Trời ơi. Hy vọng cuối cùng. Hy vọng cuối cùng. Đứng xa em ra, người em thối lắm, toàn mùi phân gà thôi. Trời ơi, thiệt, tao ngửi mày xong tự nhiên tao thấy tao khỏe luôn rồi đó. Là sao? Trời ơi, Thắm đưa em vào chuồng gà. Chi?
bắt em nằm ngửa ra. Trời ơi. Trời ơi, khoan khoan, cái này gọi là trong sung sướng nè, thật sự là trong sung sướng nè. Thì đó, đang nằm ngửa chuẩn bị sung sướng. Ờ. Thì Thắm phóng ra chốt cửa lại và nói rằng: "À, tao biết rồi, anh hãy đợi đây, em từ ngoài nhào vô đúng không? Mày không qua mặt được chị đâu." Đúng. Cái gì? Thả ế chứ không hề lấy mày. Trời ơi, nhốt rồi em đấy nửa ngày trời, em về em tắm 7 lần rồi vẫn còn mùi phân gà anh ạ. Trời ơi, rốt cuộc là mình vớt giác là cú cuối. Tưởng nó vớt ai về mình thất bại hết rồi. Rồi mày có vớt được gì không? Có. Trời ơi, ít nhất là vẫn còn được. Mày cái gì vậy? Thắm đưa cho ba trái trứng. Để làm gì? Nhờ cô Sáu làm ba cái trứng ốp la để cúng tiễn vong ba anh em mình. Ủa sao giống cúng cô hồn vậy? Ba đây, thầy trò ba ngồi đây đi. Cũng xả xùi. Trời ngồi xuống, ngồi xuống là làm ốp la cho. Ngồi xuống. Rồi ngồi sao, ngồi sao? Đây, ngồi xuống. Anh lớn ngồi giữa đi. Ừ. Ngồi xuống. Vậy ra hả? Ừ. Rồi. Cái gì cũng xả xùi, thế nào? Ủa sao xả xùi mà có cái này nữa là gì? Giấy tiền vàng bạc. Sao mình không đốt tiền thiệt, này người sống mà. Thì bởi ta nói là cúng xả xùi. Trời ơi. Là xì bùa tiễn vong ba cô hồn các đảng. Là xì bùa. Hài Phương Nam vui lắm à nghe. Trời ơi là trời, đẻ nó ra làm con trai chi, bắt lấy vợ chi giờ khổ. Tại em đó nên duyên mình vợ gian. Cạch bầm bầm chen. Em nào mong mơ quyền quý cao sang. Chạch bầm bầm chạch. Cái gì đó ông già? Sao vậy? Cái mặt ngoài sao vậy? Trời ơi, sao tự nhiên giống như bị mèo quào vậy? Mèo nào mà quào? Chứ ai quào? Thì em bữa đó nhậu xỉn về, tối nằm ngủ cho chết. Vợ nó khiều, sao làm ăn gì được đâu. Tự nhiên nổ quạo lên, nó quạo đầy mặt đầy mai nữa. Bởi vì cũng tội nghiệp cho con vợ, bây gặp cái thằng chồng tối ngày chỉ biết nhậu nhẹt, không quan tâm tới chuyện hạnh phúc gia đình gì hết trơn á. Trời ơi, tội nó lắm, dữ lắm á, tội á. Phải rồi, nếu mà không biết quan tâm đến hạnh phúc gia đình thì tôi đâu đi làm kiếm tiền mà lo cho nó. Lo cái chuyện là lo cái chuyện ăn uống sinh hoạt hàng ngày, còn cái chuyện vợ chồng hạnh phúc là phải biết thường xuyên trao đổi với vợ mình, hiểu không? Thôi chú nói hay quá, chú lo bản thân chú đi kìa. Rồi hiểu luôn ha, con mắt dễ thương quá. Rồi. Đừng nói với con là mắt đó là mắt thức đêm rồi bị thành cú mèo nha. Không phải, cái này là tối hôm qua coi như là xỉn quá rồi, coi như là không có biết trời trăng mây nước gì hết trơn á trời. Cho nên bả là đi đụng bả vậy thôi. Trời ơi, chứ vợ chú nha. Chú nói mà hét một cái là ra lửa luôn á. Phải rồi, ai hét ra lửa? Chú. Chú hét ra lửa rồi bả thổi cái là cái lửa tắt mất tiêu luôn ha. Không có. Cỡ bả mà chú rầy một cái là phải chú biểu đứng là đứng lạng hoàng, cãi lời chú là chú bẻ cái là gãy cổ luôn á. Giờ ăn chơi hoài. Thôi mà, trời đất ơi, dương oai diễu võ hoài, ai mà không biết đâu ở đó mà tào lao. Mà giờ tôi đang nản nè. Nản gì? Nản là tại vì cuộc sống của mình đang rất là phong luân, rất là thoải mái. Tự nhiên bây giờ cuộc sống là bị gò bó, cái gì mình cũng phải làm, cái gì mình cũng phải lệ thuộc, cái hở chút cái gì mình cũng phải sợ. Ủa, mà mình là đàn ông mà, làm gì phải sợ, trời. Mừng cho cái sự lệ thuộc đi. Coi như là bây giờ mình phải biết làm sao để mình thay đổi lại để cho vợ mình nó nể mình, đó là vấn đề cần phải nói. Ồ, nay ngộ ha. Sao ngộ? Nay đổi chiêu qua nước xuống luôn hả? Nhìn kỹ đi. Đâu được rồi. Trắng trắng, nhưng mà không phải nước xuống đâu, hửi thử coi. Trời gan vậy. Đó, chiêu là nằm ở chỗ này nè. Hay vậy? Thay vì mình để chai rượu thường xuyên, bà thấy đúng không? Bây giờ mình đổ nước trong cái bình này ra, mình chế rượu vô, mình đi trước mặt bà không tưởng bà hỏi, uống gì? Nước suối. Bà thấy hiền, bà để cho coi cho cầm vậy đó. Mà cái này phải công nhận là chú cũng lì thiệt đó nha. Sao không lì mày? Là chú cũng can đảm chứ mà. Chứ còn gì nữa? Mà nếu mà chịu chơi vậy mà bắt gặp là cũng hơi bị căng lắm à. Ừ. Nhưng mà tôi là cháu chú, tôi đâu thua chứ được. Mình uống như vậy là làm sao mình đông đo được, thấy không? Đây. Uống khang được rồi. Bậy, thấy không? Đó, đây, nè. Trời ơi, làm như là hửi được cái mùi hay sao ta? Trời đất ơi,
chú cháu nhà mình nhậu bao nhiêu lâu rồi mình phải hiểu được cái tâm tính nhau chứ không? Hay. Bây giờ chú ly nè, chú ly nè. Rồi. Đó là chú đất đây. Chú là chủ là chú sau, còn con là khách là trước đó. Rồi. Rồi, vô. Khoan, từ từ. Rồi, rồi. Khoan đã. Gì nữa? Vợ đâu có nhà đâu, có không? Nó đang ở sao? Mà rồi nó đang ở sao bây giờ mình ngồi trước này là nguy hiểm. Không sao. Đừng có bài biện chi cho nhiều hết. Cứ nói là mình uống nước suối tại mình thèm rượu mà mình uống nước suối. Ờ. Nhớ nghe. Ờ, vô cái nước suối đi. Trời ơi, nó đã. Mà dòng cái thứ mà ngồi kêu dày nè, mà rượu đế mà nó ngon dày nè, là mình phải có khô cá đuối. Đúng rồi, làm gì bây giờ mà có khô cá đuối được. Ê mà cái dòng uống lén nó ngon gì đâu á. Ngon chứ, để mà mình đáp lại cái tấm chân tình của nhau á. Mà nếu mà không có cá đuối thì nó hơi bị lầy, nó hơi bị giống thiếu, như thiếu cái gì thiếu đúng không? Ờ đúng rồi. Trời, giỡn hoài. Trời ơi, có chiêu không? Trời, có chiêu luôn đó, hay quá vậy. Chắc chắn là tôi thấy thế nào mà hãy tôi than giãn chút xíu là có bạn mặt của chú ra. Mà chắc chắn là nếu mà chú ra là chú phải mò qua đây. Đúng rồi. Mà chú mò qua đây là chắc chắn là phải có rượu. Đúng vậy. Mà nếu có rượu mà không có mồi thì đâu có được. Đúng luôn. Đó, tôi chuẩn bị sẵn này nè. Đó. Nhưng mà hơi lạc lẽo chút nha. Không sao. Lạc lẽo phải không? Ừ. Muốn chấm không? Ừ. Tao đem sẵn luôn, tao biết thế nào không có chứ bộ. Đó. Trời đất ơi. Ơi cô có đuối chấm mắm mè. Trời đất. Sư phụ. Trời ơi, ông đúng là sư phụ. Tao trẻ, tôi cảm ơn. À, hay quá. Làm hết hồn hoài. Bây giờ tôi nói thiệt với chú một điều nè. Cái mình gì? Bây giờ mình phải tìm cách để mà mình triệt để. Bây giờ con có cách gì không? Mình không sợ vợ nữa. Đúng rồi. Đây, bằng cách này nói mình ra gặp thẳng ngay con vợ mình đó. Gặp thẳng ngay nó, chỉ vào trong mặt nó. Chỉ vào trong mặt nó. Ê ê, con tiện tay bữa nay tao muốn nhậu. Được không? Được không? Nếu nó nói không mình nghỉ nhậu. Cái gì với ông nội? Trời đất ơi, con tệ lắm. Con tưởng cái cách của con hay cuối cùng là cách con dở ẹt. Chú nói với con à. Dạ sao? Nếu mà chú chỉ thẳng vô mặt vợ chú mà chú nói chú muốn nhậu, nó mà cãi lời chú giả vô mặt nó liền. Lấy cái ly cầm sẵn chọi vô mặt nó luôn á, đừng có giỡn mặt với chú. Hay quá. Trời. Ơi, con. Vậy chú nói xong rồi chú uống. Không, để xuống. Không thì mình uống mà. Yêu gió thổi đầu non, muốn gài đổ nhậu mà. Ai sao kìa? Hay quá ha. Xoay qua đây. Đó, có tin là đi. Tôi dậm một cái nó thành con gấu trúc luôn không? Hả? Phan đi, cái chai nè, có sẵn nè, đó, ly nè. Hay quá. Mày. Nói xấu vợ chứ cố vô. Ừ. Trời sợ ơi. Quá. Ngồi dưới đất mà nhậu được luôn mới ghê chứ. Đó, không có nhậu rồi nha. Cái này là không có nhậu à. Ừ. Chỉ làm gì? Nước suối nha. Nước suối. Bây giờ không tin được cái chai nước suối đi cho. Nè, nước suối nè. Đàng hoàng đây nè. Cái gì? Khoan, chưa, đưa đây. Đưa cái chai ra đây. Cô đưa đây con. Mắc cười quá. Nó nói chai nước suối, không tin phải không? Lấy ly nụ đi. Nè, lấy ly nụ thử ra con. Kìa, đưa cho vợ mình nó uống. Không có nhậu nha. Sao mình? Ổn không mình? Ổn chứ. Trời ơi, uống nước suối mà ăn với cô. Trời ngon ơi, nó mà. Ngon lắm hả? Ngon, lâu lâu Tào Tháo dí chút xíu thôi à. Nè, ăn miếng khô đi. Hả? Ăn miếng khô đi, em đút nước suối cho uống. Ngon chắc khỏi đi. Ông đừng có giỡn mặt với tôi nha. Đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Đau. Bể rạc không? Nè, vậy sao? Sao nghĩ làm sao mà đi nói như vậy mà mình tin hả sao? Trời ơi, nghĩ làm sao mà ở xứ mình mà đi chơi sang mà uống nước suối, nước tinh khiết, đồ này nọ làm ghê. Wow, cái nướng con mực ngon. Sao cho con mượn cái hộp quạt đi, con tưới, con rưới. Ê, cái gì vậy? Trời ơi, không cho nhậu rồi làm dữ rồi, nãy giờ tôi uống được miếng nào đâu. Uống không? Thôi, trời. Đó là đổ đi, chẳng thà đổ vậy đi. Ê. Đi cái gì? Thôi. Đi về. Tôi đá vào lá cái rồi dập bây giờ. Đây. Hốt ba cái này vô trong nhà nằm sắp đó chờ tôi. Trời ơi, nhìn thấy chán. Vô trong đó đi, rồi quỳ gối chờ tôi. Chồng con gì đâu mà dạy khó dễ sợ luôn à. Mốt có con sao dạy. Đấy. Nhìn hai người này thấy chán thiệt á.
đúng là hết thuốc chữa mà. Còn cái gì tao nghĩ chút xíu mà cũng khóa tao nữa là sao? Cái đường thênh thang mà tại sao không đi? Trời ơi là trời. Ô, anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm. Yêu con mẹ già. Thôi đây gặp cô gái nè. Vậy bữa nay dám chê tôi là con mẹ già nữa ha. Không có, bà nghe cái gì vậy đó? Tao giấc mơ, tao ngủ, tao nói tầm bậy vậy thôi chứ đâu ai chê bà. Làm gì trẻ lắm vậy? Bà ở đây siêu đi vô kia làm tiếp nha. Làm cái gì? Đừng có xạo xạo. Đi ra đây ngủ vậy đó. Trời, anh ngầm ngủ chút xíu bà làm thấy ghê quá. Thôi kệ đi, về tôi tạm tin là ông làm đi. Thôi, nghỉ tay ăn trưa. Nè nè nè, bữa nay bà cho tôi ăn cơm mấy món gì vậy? Cá lóc nướng trùi. Wow, trời ơi, cái món này nó đã lắm ha. Cái này mình được. Trời ơi, có rượu nữa hả? Có rượu nữa coi. Nè 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 nè, uống đi nha. Bình thường tôi đâu có biết uống rượu đâu. Bữa nay tôi chơi với ông tới bến luôn nè. Bởi vì ông sắp đi xa. Đây, xong. Đâu có, tôi đâu có đi đâu đâu. Không có dự định cái gì hết trơn. Trời đang ngồi trước mặt bà đây nè, đâu có đi đâu. Đi xa là đi xa, đi xa mãi không về đó. Hiểu không? Đi luôn á. Đi đoàn tụ ông bà đó. Có uống mà sao tự nhiên bà sai bà nói bậy bạ gì vậy? Thôi uống cái đi rồi tôi kể tiếp cho nghe. Chuyện này vui lắm. Vô. Rồi. Dạ. Trời ơi, tê cái lưỡi tôi đã. Vô cái nữa đi, vô cái cái đi. Cái nữa. Tôi tập uống rồi để mốt không có ông nhà tôi còn uống được với người khác. Ăn có thể ăn bậy mà nói không nói bậy được nha. Uống với người khác là uống cái thằng nào hả? Uống thằng nào? Không nói bậy được nha. Ủa, đâu phải thằng mới biết uống rượu đâu trời. Trời, phụ nữ ở làng mình thiếu cha gì người biết uống rượu. Uống cho đã thèm ha. À, đã thèm. Ê, cảm ơn ba má ở trên trời linh thiêng. Đặt cho con cái tên Sang mà con nghèo suốt mấy chục năm nay. Bây giờ chắc chắn cái thời của nó tới rồi hay sao? Tự nhiên bây giờ là, bữa nay là vợ con đưa cho con uống rượu này cái nọ nữa. Con kính ba má. Sắm sửa giàu rồi. Nhìn cái mặt ông á, tôi thấy hạnh phúc hơn xưa ông gặp tôi luôn. Chứ còn gì nữa? Cuối cùng mê rượu hơn mê vợ đúng không? Có thể nói là như vậy. À, uống nó đi, uống uống nữa đá, hả? Uống cho đã đi. Uống cho đã đúng không? Lại kêu ai? Kêu ông bà, ba má hả? Xong kêu luôn cửu quyền thất tổ. Gì? Sắp đi gặp nguyên một họ luôn. Ôi cho bà vừa phải thôi nghe bà. Tự nhiên nãy giờ tôi thấy bà nói bậy nhiều rồi đó nha. Bà đem rượu và đem cái mồi đó, tự nhiên bây giờ bà trù tôi chết là sao? Mà chù chồng chết gì không hiểu nữa. Chứ bà mới vừa nói đó. Bây giờ tôi hỏi ông nè. Hỏi. Ông sắp gặp ông bà mà ông giải rồi mà ông thèm rượu như vậy thì là vợ tôi thương ông, tôi phải cho ông uống cho đã để ông đi, ông không có quán trách gì tôi. Chưa mà tôi làm gì mà mới còn nhông nhỏng gì mà tự nhiên mà có gặp ông bà là sao? Tôi nói ông đừng buồn nghe. Bây giờ nè, bình thường là tay chân ông á nó đâu có bị gì đâu đúng không? Đúng rồi. Mà dạo này nó hay bị rung gì nữa đúng không? Nó rung gì nè đúng không? Đúng. Mà ông đâu có ăn chân gà đâu. Ông đâu có thích chân gà đâu. Đúng không? Nó rung là tự dưng có cái bệnh ở trong người. Ủa rung là có cái bệnh hả? Thì đó, bác sĩ nói. Bác sĩ nói? Ừ. Ủa tôi đâu có đi khám bác sĩ đâu mà bác sĩ nói tôi. Ông không đi khám mà tôi đi khám. Mắc cười, bà nói chuyện tào lao. Tự nhiên bà đi khám bác sĩ rồi bác sĩ nói tôi bị bệnh là sao kỳ vậy? Này đi khám cho tôi. Xong rồi tôi mới nhờ là khám cho ông. Cái ông hỏi là bà có đem hình theo không? Cái tôi nói dạ có. Tôi lấy điện thoại ra, có hình tôi với ông ở trong đó đó. Tôi lấy cho coi. Bác sĩ phán là trời, nhìn cái người này là sắp đó, là một có bệnh gì vậy má? Không tự nhiên bác sĩ rồi lấy hình trong điện thoại ra coi, tự nhiên nhìn cái hình rồi đoán ra bệnh là sao? Chưa hết đâu, cuối cùng ông coi hết những thứ đó, ông còn hỏi tôi một câu vậy nè. Bây giờ á, bà về bà theo dõi chồng bà, nếu mà ổng có những cái biểu hiện này là coi như ổng sắp đi chầu Diêm Vương rồi. Biểu hiện gì? Là tối ngủ đã dặm đúng không? Thì có, nhưng mà bà đừng có đi nói tùm lum mắc cỡ chết luôn á. Trời ơi, nhìn cái mặt ông kìa. Cái gì mặt sao? Hai con mắt kìa vàng khè luôn á, vàng như củ nghệ luôn á. Đâu, dở chân lên tôi coi. Ôi trời ơi, thấy ghê quá. Trời ơi. Giống như bị hủi vậy đó. Cái gì vậy má? Chứ tự nhiên có bị hủi gì nữa đây? Trời, cầm cái ly mà rung luôn kìa. Thấy ghê chưa? Thấy không? Thì nó có rung, có rung chút đỉnh. Thấy không? Sắp chết rồi. Vậy là đúng như bác sĩ nói rồi.
Bà nói thiệt đi, bà nói thiệt. Bây giờ bác sĩ nói là tôi còn sống được bao lâu nữa, bà nói thiệt đi. Bệnh của tôi bác sĩ nói trúng hết rồi, bà nói thiệt đi. Tôi rất là sợ đó, bà hiểu không? Cái gì đâu mà làm quá vậy, trước sau gì cũng đi. Bây giờ người ở trong người là rượu đầy hết rồi, có bỏ được đâu. Hôm nay ông nói một tuần lễ ông không nhậu, chứ tôi thấy ông cũng lén ông nhậu hoài. Bữa nay tôi đem ra cho ông uống cho đã, hiểu không? Rồi đi mới mốt khỏi quán trách. Rồi tôi chăm sóc tới nơi tới chốn luôn nè. Đồ ăn ngon nè, món khoái khẩu nè. Nghĩa là bây giờ là nếu mà uống rượu thì là 1-2 ngày là chết. Đúng rồi. Còn nếu mà không uống thì từ sống được 1-2 năm. Cả chục năm luôn không chừng á. Mà nếu ông bỏ rượu, mà tôi biết ông đâu bỏ được. Sao không được nè? Bỏ là bỏ chứ mắc mớ gì. Sao đổ hổ vậy? Ông đó từng nói là rượu như là máu vậy mà. Giờ thiếu máu sao ông sống? Đúng không? Bây giờ ông tôi nói đây ông sợ ông bỏ vậy thôi. Một hồi không có tôi á là ông cũng giấu ông uống nữa. Ông lén ông đi uống nữa sao tôi biết? Khỏi. Tôi chợt nghĩ ra rồi. Hồi nãy giờ là bà rót bà bắt tôi uống không đúng không? Bà muốn tôi chết sớm đúng không? Bà muốn tôi chết sớm để bà lấy thằng khác đúng không? Bà quen thằng nào? Bà nói rõ cho tôi biết coi thằng nào. Thấy không? Uống rượu cho cố vô, nó nhũng não rồi. Hình như là mấy ông học chung có ông thầy à. Uống vô xong hả là về quậy tanh bành, lúc nào cũng là nghĩ vợ là có thằng khác hết. Tôi hỏi bà tại sao nãy giờ bà không uống? Giờ tôi uống nè. Uống cho vui. Tôi nghĩ là bà không muốn chết vui đi cùng với tôi. Tôi đâu có điên trời. Tôi biết uống rượu là hại mà. Rượu độc mà, uống chi mình chết với ông để mình không chết thôi chứ. Tôi thật sự không ngờ là con người của bà ác độc đến như vậy. Bà muốn cho tôi chết sớm lắm đúng không? Bà là một con ác phụ, bây giờ mới lòi cái mặt của bà ra. Sống với nhau biết bao nhiêu năm rồi, bây giờ mới lòi cái mặt của bà ra. Bây giờ tôi hỏi ông nè, ông có bỏ rượu được không? Sao uống mà được? Chết thì mắc mớ gì phải uống. Vậy thì bỏ đi. Bỏ thì bỏ. Gì vậy? Gì vậy? Bỏ nhưng mà bây giờ nó đang tới nữa rồi. Tới nữa rồi. Tới thì đi. Dạ, trời ơi, cái gì vậy? Cứ vậy hoài. Ông mà bỏ được tôi cùi liền. Nhìn thấy mấy anh chồng nhậu nhẹt, nhìn thấy quái trời đậu luôn. Bà ơi. Sao rồi? Chắc bệnh nặng lắm rồi bà ơi. Nó giống như cái Romine, không có kèm lại được. Trời ơi, muốn nhẹp hết trơn rồi nè bà ơi. Rồi, chắc luôn rồi. Vậy là bệnh nặng lắm rồi, tôi nói mà không tin mà. Ông không có sống 2-3 ngày nữa đâu nha. Không chừng tối nay ông chết á. Trời ơi, thèm nhậu quá đi. Trong nhà này làm gì có con nít đâu mà khóc trời. Tiếng con nít khóc. Vậy là tiếng con ai vậy? Mình làm gì có con? Trời đất ơi, cái gì mà từ tiếng con nít mà chuyển qua tiếng phụ nữ ghê vậy? Ai? Ai làm gì vậy? Nổi da gà. Trời ơi, bà đã đâu đứng ở đâu vậy? Trời ơi, vợ ông đứng đây mà ông làm giống như tôi là cái dông vậy. Ông làm thế ghê vậy? Không phải, em ra đứng ở nào anh nào biết anh nào hay đâu. Chứ anh ra nào tôi cũng có nào biết nào hay đâu. Anh có nghe tiếng khóc không? Tiếng khóc của con nít đúng không? Đúng. Giờ bà thèm tiếng khóc nít thì làm ơn bà qua nhà anh Trang Tương Sang bà nghe đi. Con nít bển kìa. 20 đứa kìa nó khóc bển, qua bển nghe đi trời ơi mệt quá. Không. Đó là tiếng khóc của một đứa con nít lai đàn ông. Còn tôi nè, tôi khóc đó. Ủa nãy là về là em khóc hả? Đúng rồi. Ủa cái tiếng nãy là cái tiếng, không lẽ tiếng của anh Trang Tư Sang? Ủa vậy không lẽ ổng bị con vợ ổng nắm đầu đánh rồi giờ ôm mặt khóc với con nít? Trời ơi đàn ông gì cái thứ gì. Bởi tôi nói không đáng mặt đàn ông. Nè bà Sáu á, đúng là cái thứ làm cho bất hạnh cái gia đình. Người ta làm cho chồng người ta bất hạnh, còn tôi mới là người phụ nữ bất hạnh đây nè. Thì đúng rồi, phụ nữ cái gì? Ủa ai làm cho em bất hạnh hả? Tôi chưa nói đến cái chuyện mà em cấm tôi nhậu 3 ngày nay. Tôi thiệt với em là tôi thèm rượu tới mức độ mà tôi nhìn cái ly nước uống thôi mà tôi tưởng tượng như là rượu luôn. Em tính đâu mà tôi buồn quá, tôi muốn cắm đầu xuống sông tôi chết luôn cái rồi á. Em vừa phải chết. Anh đừng có chết, uổng anh sống đi. Tôi mới là cái người đâm đầu xuống sông đó, tôi chết đây nè. Ủa làm gì? Ai mướn? Ai kêu? Không ai mướn hết á. Nhưng mà cuộc đời tôi coi như chôn vùi ở căn nhà này. Một cái căn nhà không bao giờ hiện diện tiếng khóc của trẻ con. Không chịu đẻ mà đâu có tiếng khóc trẻ con. Tôi lấy gì tôi đẻ? Thì có bầu rồi đẻ. Chắc tôi tự nhiên mình tôi có bầu được á. Tôi nói cho anh biết nha, anh là một cái người đàn ông, một cái người đàn ông vô sinh nè. Bà vô duyên nè. Bà đừng có vô duyên nha. Ê tôi là con một, tôi là con một nha, không có vô sinh nha.
Tôi về tôi mét ba má tôi nha. Hả? Thì đó, ông là một người đàn ông vô sinh, ông báo hại cuộc đời tôi phải chôn vùi ở đây. Đã vậy ông là con một, ông còn báo hại gia đình ông tuyệt tử tuyệt tôn, phải là mang tội bất hiếu không? Ê, nãy giờ tưởng nó nói giỡn là tôi bỏ qua nghe. Cái gì? Nghe, tôi bỏ qua nghe. Đừng bao giờ mà nhắc tới cái vụ đó nghe. Ê, con một trong gia đình mà nói tôi vô sinh là sao là tôi quạo nghe. Tôi quạo nha. Cái này em nói thiệt. Em mới đi khám bác sĩ hồi chiều á. Bác sĩ nói với em á là em là một người phụ nữ bình thường, cho dù có hơi mập một tí. Cái em mới nói chứ mập có ảnh hưởng gì tới cái chuyện sinh con không? Ờ. Bác sĩ nói không. Cô là một người phụ nữ bình thường, cô có thể sinh con mà sinh con đàn cho đóng luôn. Nhưng mà do đối tác của cô không có được bình thường. Ê, bà đi khám nhà một bác sĩ tàu lao rồi đây nè, đây. Khỏe như trâu nha, khỏe như trâu, ngày nhậu ba cử nha. Cỡ mình tôi là mỗi một cử mà 2 lít là tôi cưa đủ luôn. Nhưng bác sĩ nói với tôi á. Gì? Là cái trứng của tôi nó bị điếc là bởi vì do tôi hửi mùi rượu quá nên đâm ra cái trứng của tôi nó xỉn theo. Lại tào lao. Trời đất ơi, làm gì mà hửi mà rượu tới mức độ mà trứng mà nó bị lép, làm gì có. Tôi tức. Ôi tào lao, trời ơi. Nhưng mà người ta nói là bởi vì ông nhậu nhiều nên cái con lòng rồng của ông nó bị cục cái đuôi, rồi cộng thêm cái trứng bị điếc của tôi nữa, đâm ra tôi không có đẻ con được, ông hiểu không? Do nó không đúng thời điểm. Chứ làm gì mà cái rồng rồng mà không có đuôi làm sao nó bơi? Nhiều khi nó lăn lăn. Thì nó lăn thì cũng phải có bầu, cũng phải gặp trứng chứ. Nó lăn không có lên dốc được. Trời ơi. Thì nó lăn vậy đi. Thôi. Mình hả? Nãy giờ hai vợ chồng mình tranh luận vậy đủ rồi. Đưa tay ra cho em. Mình ơi, mình có thấy gì không? Tối thui. Đúng rồi, trời tối thui là trời đã về khuya. Trăng đã lên qua khỏi ngọn xoài rồi. Xoài Đúng rồi. Mình à, hai vợ chồng mình ở với nhau một đêm nữa thôi. Đêm nay là đêm cuối cùng. Ngày mai em sẽ sang ngang rồi. Ôi da. Sang ngang gì mà? Sang ngang là sao? Hả? Ồ. Ê, vừa phải nha. Bắt đầu là tự nhiên ngán tôi phải không? Chán tôi, bắt đầu là muốn đi ngoại tỉnh gì? Đêm cuối là sao? Rồi mai sang ngang là sao? Mình thông cảm cho em đi. Em phải sang ngang để tìm người có thể làm nở những cái trứng của em bằng những con lòng rồng có đuôi. Nha. Vậy bây giờ rốt cuộc là sao? Là em sẽ lấy cái người nào mà có thể làm cho em có bầu đẻ con được, rồi em phải có con có cháu để gia đình em còn có cháu để bồng chứ. Vậy bây giờ tôi em dục ở đâu? Em đâu có biết. Em chỉ biết là đêm nay là đêm cuối cùng. Em vô nha, em chuẩn bị đồ mai em đi sang ngang rồi. Ê. Ủa, rốt cuộc là tự nhiên bỏ đi thiệt hả? Hửi mùi rượu, trứng bị lép, rồng rồng không có đuôi. Không lẽ tôi vô sinh thiệt hả ta? Trời ơi, cái gì vậy? Đi nhanh lên. Đi gì rề rề với đàn bà vậy? Nè nè, tôi hỏi bà, bộ bà muốn tôi chết lắm sao bà tự nhiên bà xuống cho đi bác sĩ gì cho lẹ dữ vậy? Bác sĩ chờ. Bác sĩ chờ kệ ta đó. Em mà công nhận nghe, Phước ông cũng lớn ghê luôn á. Tối hôm qua tưởng đi mất tiêu rồi, là mua nãy chuối xanh thủ sẵn. Trời ơi, bà mua chuối luôn nữa hả? Thì bà muốn tôi chết luôn hả bà? Nhưng mà tôi nói Phước ông lớn, cho nên ông sống nhăn răng tới giờ này nè. Bây giờ đi lên khám bác sĩ coi làm sao. Mà chắc tôi nghĩ cũng không lâu nữa đâu. Thôi đi. Cái gì vậy? Bà ác quá. Chú Tư. Chú Tư ơi. Con thiệt đó. Đi ơi là đi. Gì vậy? Chú sắp chết rồi đi ơi. Chú sắp chết rồi đi ơi. Trời ơi. Sao gia đình chú bất hạnh quá vậy? Còn con. Con sao? Con bây giờ con đã bị vô sinh rồi. Ê, mày bị vô sinh hả? Dạ. Con bị vô sinh rồi. Bây giờ là cái đám nồng nồng của con nó bị đứt đuôi hết rồi. Đúng là gia môn bất hạnh mà. Chú cũng bất hạnh quá đi. Hồi tối qua bà mua mấy nãy chú gì? Điên rồi hả? Một mình ông đi tôi mua cho ông thôi chứ. Sao bà mua một nãy bà phải mua hai nãy chứ? Để cho nó đi cho có bạn ở dưới mình. Tôi lẻ loi tôi lạ lắm, không ai quen với tôi hết trơn hết rồi. Mua cho ai? Mua cho con. Làm gì? Nãy chú xanh dằn bụng. Dằn bụng đúng không? Thôi, tao lao à. Chú đi, mình tự nhiên kêu con chi vậy? Đi theo ổng cho vui đi, mày nhậu chung. Tao bị vô sinh chứ, tao bị ung thư gan, tao tự nhiên cái đưa tao đi theo. Vô sinh cũng chết rồi con ơi, vô sinh cũng chết. Nhưng mà, không, vô sinh đâu có chết. Vô sinh có thể chữa được. Nhưng mà, con nghe nó nghe. Ổng á, thì là ổng sắp đi rồi. Còn con á, con vô sinh rồi từ từ con cũng đi theo thôi. Bởi vì á, mày là bạn nhậu với ổng. Ghiền lắm. Thiếm, chơi hơi lố rồi nha Thiếm. Lớn như
từ lên trên đó gặp bác sĩ, bác sĩ nói không có bệnh gì hết. Không, yên tâm đi, em sẽ già với ông bác sĩ rồi. Không mong anh cũng lên đó nha, có gì đâu. Nếu mình nói thì sao mà thằng quỷ này nó nghe. Nghĩ sao mà vô sinh, tướng hai đứa bay mà sáp lại tụi nó đẻ lúc nhúc 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 mới sợ, để mà không nhúc nữa. Để con ráng được thì con hù ổng nữa, để cho ổng sợ nữa thì ơi, bỏ luôn. Thằng chả đang làm gì vậy? Làm sao biết được, tưởng mình uống trà đá. Ê, làm cái gì mà nắm tay nắm chân ôm ấp như bê đê vậy trời? Khát nước rồi uống chứ cái gì đâu. Uống nước chứ. Uống nước chứ cái trà đá. Hai nãy giờ con đứng con nói chuyện con cũng khác quá. Để tôi đi mua cái khác cho. Thôi đưa đây, vợ chồng uống chung có sao đâu. Trời ơi. Ôi ơi. Ây da, ây da, ây da. Dầu đó tím. Ôi ơi, ây da, cái gì? Cái gì? Giờ này mà còn uống không? Trời ơi. Trời ơi. Chết anh ơi, mà không sợ hả? Lỡ rồi. Trước cũng chết, sau cũng chết. Uống cho đã rồi chết. Trời ơi. Chẳng thà như vậy. Trước cũng vô sinh, sau cũng vô sinh. Uống cho đã đi rồi, sinh nó vô cũng không được. Không sao hết. Quyết định vậy đi. Vậy đi. Ôi. Vô. Bỏ tay. Ê. Trời. Máu của người ta đó má. Trời ơi, sao kỳ vậy? Bất ngờ. Bất ngờ cái gì con? Kỳ hả? Nè. Ê. Tiền của ta đó. Đúng là hết thuốc chữa.